Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 64. Nhân duyên đến Mỹ. Vào tháng 4 năm 1958, có hai sinh viên du học tại Mỹ đã luôn nhớ lời sư phụ giáo huấn về trách nhiệm căn bản của người Phật tử: tự lợi lợi người, hoằng pháp lợi sanh. Nên khi vừa đến thành phố Cựu Kim Sơn, California, Mỹ Quốc, họ liền thành lập Phân hội Phật giáo Giảng Đường, tổng hội chính tại Hương Cảng. Tại một đường nhỏ Waverly thuộc khu phố người Hoa, Đàm Quả Quyền là đệ tử quy y ngài qua thư khoảng 30 mấy năm trước thuật lại. Lúc ấy, Phật giáo Giảng Đường chỉ là một căn phòng nhỏ đơn sơ ở dưới hầm của con đường hẻm. Ban ngày chẳng ai tới lui mà chỉ có mấy chú chuột cống tự chạy qua chạy lại. Và có điều lạ là chúng không hề xúc phạm đến hoa quả cúng dường trên bàn Phật một mảy may. Khi Giảng Đường thành lập được vài tháng, thì có khoảng 10 mấy người tụ họp về vào mỗi tối thứ bảy, rồi số người dần gia tăng lên được vài chục. Cuối năm đó, Giảng Đường được dời về đường Pacific, địa điểm rộng rãi hơn, có thể chứa được hơn 100 người. Mỗi cuối tuần, hội đều mời các học giả Hoa Kiều và Tây Phương tới thuyết diễn Phật Pháp. Lúc ấy, có nhiều vị thiện tín vì quá ngưỡng mộ Ngài và muốn quy y Tam Bảo, nên sư phụ đã phương tiện ban cho họ pháp danh qua thơ tín. Trước còn nghi thức quy y, sau này đủ duyên mới cử hành tại Mỹ. Những hội viên khi nhận được pháp danh mình, ai nấy đều mừng rỡ, tự hồ tái sanh và quyết tâm làm tròn bổn phận người Phật tử, là hành trì câu châm ngôn: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tức là không làm các việc ác, luôn làm các việc lành. Theo lời cư sĩ Quả Chánh, Quả Chánh nói: lúc đó tại San Francisco, những người tự xưng là kẻ tôn sùng giáo lý đạo Phật có thể phân làm 4 hạng. Thứ nhất, những giáo sĩ truyền giáo đã kết hôn được Hội Phật giáo Nhật Bản phái tới đặt cơ sở tại Mỹ Quốc. Thứ hai, những người đầu cơ trục lợi, đề xướng Nho, Thích Đạo, Tam giáo đồng tôn. Thứ ba, những nhà luận lý học với mớ kiến thức nông cạn đã làm cho Phật giáo bị hỗn tạp, trở thành phương thức Trung Tây hợp bích. Thứ tư, những đạo sư du già, tức yoga, của Ấn Độ giáo đến từ xứ Ấn Độ. Vào thời đó, muốn tìm một tu sĩ đại đức hoằng dương chánh pháp có thể nói là như cầu thố giác, nghĩa là như tìm sừng thỏ vậy. Những kẻ muốn học Phật do thiếu sự chỉ dẫn của bậc lương sư, không biết đường lối để theo, nên phần lớn đều nảy sanh tà tri tà kiến. Chứng kiến thảm trạng này, các hội viên Phật giáo Giảng Đường Cựu Kim Sơn nhất trí thỉnh cầu sư phụ sang Mỹ để hoằng pháp độ sanh. Ngài từ bi hứa khả, nhưng đúng vừa lúc Ngài tới Úc Châu giảng đạo. Mãi đến tháng 3 năm 1962, chư đệ tử tại Mỹ mới được dịp nghìn đón vị đạo sư mà họ đã ngưỡng mộ bấy lâu. Ha ha ha, 问什么的所和